Chào mọi người đến kênh của mình nhá. Hôm nay mình quay các bạn cái chuồng ốm lợn rừng của mình đây nhá. Thì hôm nay là lợn mình được 23 ngày tuổi, mình đang tách cái lợn con ra khỏi mẹ để cho tập ăn. Hiện tại thì mình mới tách ra hồi chiều đấy, thì nó bắt đầu biết ăn sơ sơ rồi. Và đây là lần đầu mình làm cái chuồng ốm này theo cái một cách cái... vì hôm nay thì trời thời tiết rất là lạnh, và cái này thì mình cũng theo cái mô hình của mà trại lợn ấy, mình làm theo nó có hiệu quả không đấy. Ở đây thì đây là cái AV nuôi bồ câu của mình đấy, thì mình tận dụng một chút không gian của cái chuồng bồ câu này để úm cho lợn con, tại vì cái mình chưa có cái chuồng nuôi lợn đấy, thì mình tạm nuôi trong cái này. Cái này thì mình hàn khung nhá, rồi mình ốp gỗ này, rồi tôn này, làm cái bọc xung quanh cho nó kín ấm, cho thời tiết này cho nó ấm đấy. Với mình có một cái bóng đèn bình thường để cho nó sáng. Bên trong vùng ốm thì mình bỏ bên dưới này, mình không quay thì các bạn biết chứ. Ở dưới này thì mình bỏ lớp ván nhá, cách mặt đất. Rồi mình bỏ tên là rơm rác cho nó giữ nhiệt lại. Rồi bên trên mình có một cái bóng điện tỏa nhiệt, bóng là bóng hồng ngoài gì đấy, 75W, để cho giữ nhiệt cho đàn lợn này, tránh lợn bị bệnh viêm phổi rồi bệnh đường ruột. Đó, thức ăn của mình đang cho ăn là bột cám lợn tập ăn, cám này gọi là cám máu đấy. Thức ăn này chất dinh dưỡng rất là nhiều. Đấy. Thì mình quay cái AV quay cái lồng, cái chuồng ốm con lợn rừng này cho các bạn xem. Và mình nghĩ là cái chuồng này rất là ok đấy, nếu mà ai làm theo thì rất là hợp. Sau mà ôm này thêm một thời gian là lợn cứng cáp rồi, các bạn có thể tháo dỡ cái này ra rồi cho nó ăn thả tự nhiên, không cần phải ốm nữa. Nhưng hiện tại lợn đang còn nhỏ nên mình phải ốm như thế này đấy. Nếu mà bạn mà có cái chuồng nuôi lợn luôn đấy, thì mình làm một cái ô này ở trong cái chuồng lợn của nó đấy, rồi lớn lên thì mình tháo ra thôi, cất. Rồi đến có cái lớp khác thì mình lại làm như thế này này, ôm lúc nào cho nó trưởng phát triển hơn chút nữa là mình rồi thả ra tự nhiên, không cần ôm nữa. Đó là cái cách làm của mình đó. Rồi xin chào mọi người đã xem cái video của mình nhé. Đó, cái chuồng ốm này mình rất làm đơn giản, mình chưa có quên mình làm cho kín một chút nữa thì ok, tại vì chiều làm hơi lật đật quá chưa xong quá đấy. Tên này mình tập một tấm bạt nữa thì nó rủi rượi nhiệt hơn đấy nhá. Xin chào mọi người xem video của mình.